Chào các bạn. Trong bài thứ hai này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách khai báo và sử dụng biến ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì biến là một trong những thành phần cơ bản nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong các ngôn ngữ lập trình. Biến là một phương tiện để mà lưu trữ các giá trị trong các chương trình của chúng ta. Những dữ liệu mà chúng ta tạo ra cũng như là chúng ta sử dụng trong chương trình đều được lưu trữ ở trong các biến. Biến là những cái ô nhớ ở trong máy tính được đặt tên, và giá trị của biến thường xuyên thay đổi, không cố định. Chúng ta sẽ tạo ra một file mã nguồn, một class mới. Ở đây tôi sẽ đặt tên nó là demo variable. Để khai báo biến, chúng ta sẽ sử dụng cú pháp đó là kiểu dữ liệu, sau đó là tên biến. Ở đây tôi sẽ khai báo một cái biến có tên là tốc độ tối đa bằng 8 chấm phẩy. Đấy là quy định của ngôn ngữ Java. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ có là kiểu dữ liệu, sau đó là tên biến. Mỗi biến được tạo ra thì đều thuộc một kiểu dữ liệu nào đó. Kiểu dữ liệu dùng để xác định loại dữ liệu mà biến đó có thể lưu trữ. Thì trong Java thì có thể có rất nhiều các kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ như kiểu in là kiểu số nguyên, kiểu float hay double là kiểu số thực, kiểu boolean nó là kiểu logic. Thì đây là cái câu lệnh chúng ta khai báo một cái biến thuộc kiểu số nguyên và có tên là tốc độ tối đa. Biến này có thể chứa cái giá trị số nguyên. Ngoài ra thì chúng ta có thể là gán giá trị mặc định cho các biến này. Ví dụ bây giờ chúng ta có thể gán là tốc độ tối đa bằng 80. Thì như vậy là chúng ta đã khai báo một cái biến có tên là tốc độ tối đa, có kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên, và biến này đã được khởi tạo một giá trị mặc định, giá trị ban đầu là 80. Thì các bạn chú ý một số quy tắc khi mà chúng ta làm việc với biến. Thứ nhất là Java là ngôn ngữ lập trình quy định kiểu rất chặt chẽ, vì vậy biến cần phải được khai báo trước khi được sử dụng. Quy tắc thứ hai đó là tên biến thì phải được bắt đầu với một ký tự chữ cái và không được bắt đầu với một chữ số. Quy tắc thứ ba là tên biến không được chứa khoảng trắng. Quy tắc thứ tư, tên biến không được trùng với từ khóa, là những từ dành riêng cho ngôn ngữ Java. Quy tắc thứ năm đó là tên biến không được chứa ký tự đặc biệt, ví dụ như là dấu nhân, dấu cộng, dấu mũ, dấu phần trăm, vân vân. Ngoài ra các bạn có thể khai báo những biến khác, ví dụ như ở đây tôi khai báo một biến là double. Tôi khai báo một biến là điểm trung bình bằng 8.5. Đó. Và một cái điều nữa các bạn chú ý, nó là tên biến không được trùng nhau. Chúng ta trong một chương trình, trong một file, một cái hàm hoặc một đoạn mã, chúng ta không được đặt các tên biến trùng nhau. Và để in ra giá trị của biến thì chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh đó là system.out.print. Nếu mà các bạn quên trong những đoạn chương trình dài, các bạn muốn nhớ, muốn NetBeans hỗ trợ, thì chúng ta có thể gõ tổ hợp phím tắt, đó là Ctrl cách, thì NetBeans sẽ sổ ra cái tên biến cũng như tên phương thức. Bởi lẽ là những đoạn chương trình dài, phức tạp, chúng ta sẽ không thể nhớ hết được. Ở đây chúng ta in ra giá trị của hai biến. Các bạn dùng toán tử dấu cộng để nối chuỗi chạy trong Java. Sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ xếp lại. NetBeans sẽ tự động biên dịch cho chúng ta.
và chúng ta cũng thử thi chương trình bằng cách các bạn chọn run file. Như vậy là chúng ta có thể thấy là Nubin đã hiển thị kết quả chương trình, đó là giá trị của hai biến. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm về biến cũng như thao tác về biến ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.